Xin chào các bạn. Hôm nay thì điện tử Minh Thư xin làm clip này. Có một số bạn comment nói là không biết lỗi của micro không dây hay là đầu thu như thế nào mà cái mic của bạn đó thì một mic hát thì trầm, một mic hát thì ở tông vừa. Đó thì bây giờ mình cũng xin làm clip này để chia sẻ cùng các bạn cái nguyên nhân tại sao mà nó bị lỗi như vậy. Đó thì mình cũng đã tháo cái đầu thu ra. Cái đầu thu như mấy clip trước của mình đó, GV2 đó. Và cũng đây là cái mic gốc của nó. Đó. Và đây là cái mic hôm trước mình đổi chế, mình đã tháo cái cũ mic ra như thế này. Đó thì bây giờ mình cũng xin chia sẻ với các bạn như thế này. Cái nguyên nhân chủ yếu của nó đó mà làm cho các bạn một mic, cái mic thì có hai mic thì hát trầm, hát có mic thì hát giải vừa, có mic thì hát chép nhiều quá chẳng hạn như vậy. Thì nếu mà cái âm ly của bạn đó, đầu thu kết nối âm ly mà căn chỉnh chuẩn rồi đó, thì các bạn sẽ kiểm tra so sánh giữa các mic thì các bạn thấy như thế đó. Thì cái lỗi chính đó, cái lỗi mà chúng ta thường gặp nhất chính là do cái cũ mic của các bạn nhé. Này, các bạn thử việc, đây là cái micro kèm như thế, kèm trong cái bộ đầu thu GV2, tức là khi các bạn mua về thì hát toàn là bass không, âm trầm đó. Thì đây mình cũng đã thử như thế này đó. Hiện tại thì trong cái này đó các bạn. Thì đó thì đây nhá, mình mở ra cái đây á. Đây hiện tại các bạn nhìn thấy đây nè, là cái củ mic này là của Microsure. Như là mọi cái đây mình tháo từ trong này qua nhé các bạn, như cái clip trước của mình đó. Đây thì các bạn thấy đó, mình nói như thế này, vì vậy mình thay vào này thì các bạn để mình xem thử chất âm như thế nào. Đây nhá, bây giờ mình sẽ kiểm tra thử nha các bạn xem. Alo à xem. Alo, 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 alo. Đó các bạn thấy đó, âm thép vẫn có nha. Mình sẽ đi đến gần loa các bạn kiểm tra nha. Alo, alo. Đây là cái âm ly của mình nha. Đó các bạn nghe tiếng xì hơi của mình. Đó. Đó, các bạn thấy đó, thì nó đầy đủ giải tầng như thế. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Đó. Rồi, bây giờ mình sẽ thay lại cái củ mic gốc của nó để kiểm tra một lần nữa là do lỗi củ mic nhé các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ tháo ra. Quan sát vào cái này. Đây. Rồi nha, đây. Các bạn thấy đây là cái củ mic gốc của nó này. Đó, cái củ mic đi kèm theo micro này. Còn đây là củ mic của Trung Quốc hàng bãi. Còn đây là xin lỗi các bạn, đây là cái củ mic của hãng micro hãng Boss. Đó, đây là một cũng là một cái củ mic xịn, nhưng mà theo mình thấy đó thì so với cái củ mic của Microsure này á, thì cái dải tần của Boss này, cái Boss này nó vẫn thiên về âm trầm hơn một tí. Như vậy thì mình vẫn thích dùng cái này hơn. Nó thiên về nó trung hòa cả dải tần bass và chép. Rồi ok, bây giờ mình thay lại cái góc cho các bạn xem như thế nào nhé. Đây. Các bạn làm cẩn thận, nếu không thì nó đứt mấy cái dây trong này thì mất công các bạn phải phải lại tháo ra để hàng cái dây ở trong đó. Như mình thì mình đã dán keo ở trong đó hết rồi, nên là mình cứ làm ở phần ngoài này tha hồ. Rồi ok, bây giờ mình thử test lại nhé.
Rồi các bạn xem thế này. Đó, các bạn nghe nó rất là âm trầm của nó. Âm trầm của nó ít. À xin lỗi, âm trầm nó rất là nhiều và các bạn không nghe được cái dải tầng âm chép của nó nhiều. 1 2 3 4. Đó. Đó, đây là lỗi chính nha các bạn. Nhưng mà bên cạnh đó thì các bạn phải cần một cái bo mạch của micro xịn như thế này. Cái mạch khuếch đại, mạch mạch truyền tín hiệu đó. Thì các bạn đó là cách đơn giản nhất, là các bạn tìm cho mình một cái củ mic. Đó là đơn giản nhất. Đó. Nếu mà không được nữa đấy, thì các bạn mới sử dụng chế lại một cái mic xịn như thế này như hôm trước của mình. Rồi ok. Như vậy thì các bạn nào thắc mắc thì cứ hay là gặp lỗi gì đó thì cứ comment phía dưới clip cho mình. Mình sẽ hướng dẫn các bạn ở những clip tiếp theo. Ok, như vậy thì mình xin nhắc lại, chốt lại nhé. Tức là lỗi của mic, một mic trầm hay là mic mà toàn chép nhiều đó, thì lỗi chính là do củ mic nhé các bạn. Ok. Rồi, như vậy thì các bạn cứ thay củ mic xem như thế nào. Rồi, như vậy thì clip hôm nay đến đây kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share và subscribe cho kênh Điện Tử Minh Thư. Chào các bạn.